Mitsubishi S-Ray anh chị, xe nhập Thái nha, nhập Thái số tự động, động cơ là 1.2 2019, một chủ mua mới từ đầu. Xe này lăn bánh chuẩn Euro là 50.000 nha anh chị. Vỏ lốp là theo xe hết. Bên Tâm về thấy vỏ trước chạy 50.000, Tâm mới thay hai vỏ trước mới 100%. Mới thay hai vỏ trước mới 100% để cho nó an toàn nha. Vỏ sau vẫn còn riêng theo xe. Hôm qua mua là 4 vỏ 5 vỏ theo xe hết. Nhưng mà Tâm mới thay hai vỏ trước, còn vỏ sau còn y nè anh chị. Chạy nhẹ lắm. Chạy nhẹ nè, êm nè, mượt nè và ít tốn xăng. Bởi vì động cơ nó chỉ có 1.2 thôi. Mà kiểu dáng sedan hai đầu mà nhập Thái, xe xuất xứ là Nhật Bản, nhập khẩu từ Thái Lan 2019. Mitsubishi S-Ray máy xăng số tự động. Đó, động cơ là 1.2 5 chỗ ngồi, màu xám. Màu xám củ môn, màu xám lông chuột anh chị. Này thì bên Tâm sẽ để cho anh chị với cái giá yêu thương. Đó là 299 triệu nha. 299 triệu cho con xe Mitsubishi S-Ray 2019 số tự động, rất là mới anh chị. Mới khủng khiếp. 50.000, đã được trang bị là vỏ trước mới nè. Rồi dán phim cách nhiệt nè. Rồi đăng kiểm còn dài nè, đăng kiểm tới tháng 7 2025 tha hồ xài nha. Còn nước sơn riêng xe này thì còn khoảng trên 90 nha anh chị. Và đặc biệt nhất là một chủ mua mới, không một lỗi nhỏ, cam kết với anh chị là xe chuẩn chắc như ý. Cuối 2019 lăn bánh được 50.000 là 5 vạn đó anh chị, màu xám lông chuột. Mitsubishi S-Ray số tự động nha. Động cơ là 1.2. Đó, tiêu hao nhiên liệu thì rất là tiết kiệm, 4 lít mấy đến 5 lít cho 100 km. Bền, chất, chi phí sửa chữa thấp và rất là nhiều hãng phủ sóng cả nước. Mitsubishi thì giờ phủ sóng cả nước, một tỉnh thành nào cũng từ 2-3 cái đại lý Mitsubishi. Nên anh chị yên tâm về cái mặt sửa chữa cũng như là bảo hành bảo dưỡng nha. Trần nỉ giữ nguyên, ghế nỉ nguyên, đúng Euro và full lịch sử bảo dưỡng. Bảo dưỡng đều. Mới bảo dưỡng anh chị. Xe này là bảo dưỡng đều theo định kỳ nha. Còn mới dữ lắm. 299 triệu là anh chị có sở hữu ngay con xe sedan đời cao và số tự động nha. Nhập Nhật. Xe Nhật nhập Thái Mitsubishi. Hộp số tự động và còn mới dữ lắm. Rồi anh chị nhìn nè. Từ cái vô lăng đến cái cục số nó còn mới cứng luôn. Không một tí gì gọi là mòn sờn luôn nha. Cục số nè. Mới lắm, đẹp lắm. Bên mình bán bao đô cho anh chị nha. Xe này nếu mà phát hiện tua đồng hồ km thì bên Tâm chịu trách nhiệm. Xe chuẩn anh chị. Chất xe. Đồ ngày con đội thì nằm đây nha. Con đội nằm đây, nằm ở dưới ghế tài á. Nếu anh chị không biết con đội của Mitsubishi S-Ray nằm đâu thì nó nằm dưới ghế tài nha. Cái dàn nội thất xe này rất là vừa ý anh chị. Nó còn mới cứng à. Nội thất rất là mới. S-Ray Mitsubishi S-Ray. Rồi cái dàn phía sau nè anh chị, bánh xe cua cái thùng này. Mới cứng luôn. Bánh xe cua nè. Xe này mới lắm anh chị ha. Mới. Mới tinh nè. 2019 mà số tự động.
mà tầm tiền chưa tới 300 thì đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời rồi, không còn tuyệt vời hơn nữa nha anh chị nha. Cái gầm mới lắm, gầm sáng lắm. Đây là giỏ theo xe nè, đúng cây số nha anh chị. Nếu mà anh chị phát hiện xe này có dấu hiệu tua trả đồng hồ, tâm đền tiền cho anh chị gấp đôi nha. Đền cho anh chị 50 triệu. Rin chuẩn đẹp, biển số 65 Cần Thơ, một chủ mua mới, chủ xe sinh sống và làm việc tại Bình Dương, sinh sống và làm việc tại Bình Dương đó, bán cho mình cái xe này chứ không phải là đi Cần Thơ mua nha, tại Bình Dương mua nè. Mua được nhiều khách coi YouTube anh chị, coi YouTube rồi họ biết mình mua bán xe, họ giới thiệu. Xe này còn mới thật sự nha anh chị nha. 299 triệu là con Mitsubishi S-Trail 2019 hộp số tự động và lăn bánh được đúng 50.000, vỏ lốp còn theo xe. Tâm mới thay hai vỏ trước mới cho nó an toàn cho khách hàng cũng như là cho thương hiệu ô tô Duy Tâm nha. Cái gì cũng phải chắc chắn ha. Từ máy móc, khung gầm, động cơ hộp số là chắc chắn. Máy đẹp lắm. Ốc tán nè, bản lời nè, rồi ghế nỉ nè. Xe đẹp ưng ý. Mới chuẩn tuyệt vời. Và giá thành thì 299 anh chị. Xe này thì anh chị về chả phải làm gì hết á. Bởi vì em ấy nó sẵn sàng hết rồi, nó ngon lành hết rồi, nó chuẩn mực hết rồi. Về về chỉ xài thôi. Và cái tầm tiền mà dưới 300 và loanh quanh 300 á thì đây là một cái sự lựa chọn tâm nghĩ là rất là phù hợp. Bởi vì làm nghề xe này bây giờ 300 triệu mà mua số tự động đời cao là không biết mua xe gì luôn chị. Thật sự là không biết mua xe gì luôn. Thì chỉ có con Mitsubishi S-Trail này thôi chứ còn đâu có biết xe gì rẻ hơn nữa đâu. Tâm để là 299 nha anh chị. Bao rút hồ sơ, biển số 65 Cần Thơ, xe chuẩn, rin, chất và rất là đẹp. Tướng tá nó thì khỏi nói đâu. Cái xe này anh chị mua về là không có đầu tư gì nữa nha. Từ chất lượng, chất liệu cho đến sắc vóc nó đẹp hết anh chị, đẹp hết và nó không có bị lỗi gì hết. Từ A tới Z luôn, đến cái mâm nó cũng còn đẹp nữa. Anh chị nhìn cái nội thất này, khá là hài lòng. Rất là hài lòng nha. Vô lăng, tần số, nội thất, gầm bệ, máy móc, khung gầm, động cơ hộp số lên chạy là vừa bụng liền. Và thường thì người ta sẽ để gì ta bán, nhưng mà bên mình đó thì sẽ coi kiểm tra những cái điểm yếu, điểm khuyết nào là xử lý luôn. Ví dụ như vỏ là phải thay vỏ trước cho nó an toàn, mà vỏ thay 1 triệu mấy một cái á, thay 2 cái, rồi nhớt là thay nhớt mới luôn, bình nhớt mới giờ cũng phải 400 mấy chục ngàn đó. Rồi nội thất, vệ sinh, máy móc vệ sinh, gầm bệ vệ sinh, kiểm tra tổng quan, tổng quát hết rồi anh chị mua về chỉ việc xài thôi, không có phải làm gì nữa hết á. Xe bên Tâm là như vậy nha, bởi vì rất là nhiều khách hàng luôn luôn là chờ sản phẩm của Tâm về rồi ủng hộ thôi, chứ không có mua ở đại lý khác. Và đây là đại lý ô tô Duy Tâm có con xe Mitsubishi S-Trail nha anh chị. Nhập Thái 2019 mà hộp số tự động còn mới lắm. Xe này thì Tâm đánh giá cũng còn được trên 8 điểm rưỡi nha. Chất lượng và chất liệu nó tốt anh chị. Máy móc nè, nó chạy đều, êm, ngon, như ý. Lên chạy cái xe nghe thích lắm. Và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Giờ anh chị về là đừng có làm gì nữa hết, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Sản phẩm tốt và chất lượng nha anh chị. S-Trail Mitsubishi. Dòng này mà nếu mà xe Xpander là bán doanh số là đứng đầu luôn anh chị. Kiểu dáng nó đẹp, chạy nó êm, nó lướt, nó thao xăng và rất hư hỏng vặt, nó bền. Nên doanh số của Mitsubishi mà dòng xe Xpander là đứng đầu doanh số. S-Trail này bán cũng được lắm nè, hãng bán cũng rất là chạy, có thắng ABS, đầy đủ tính năng nha anh chị, đầy đủ tính năng, thắng ABS, đèn đốt sáng dữ lắm, xe này ban đêm đi đèn sáng ngon, giá đèn đồ mới, không có sét, không có rỉ gì hết nha, khung gầm đẹp lắm, khung gầm rất đẹp, 65 này thì nó không có bị ảnh hưởng nước mặn anh chị, nên cái chất xe nó đẹp. Và cái điều quan trọng hơn nữa là xe này nó lăn bánh và sở hữu lăn bánh ở Bình Dương. Đó, lăn bánh ở Bình Dương nên nó khá đẹp anh chị. Và chất cũng như là tướng, cũng như là dáng ha, và chất lượng thì còn khá là tốt. Anh chị chỉ chốt xe này về là sử dụng thôi.
không có phải đầu tư bất cứ 1.000 nào nữa luôn á. À, bên Tâm đang đứng ủy quyền, có thể là rút hồ sơ cho anh chị trong phạm vi là từ 7 ngày là có hồ sơ về, anh chị bấm biển số mới sang tên. Xe này sang tên thì nó rơi vô khung khoảng chưa tới 5 triệu. Tâm cứ cho nó tẹt ga 5 triệu đi là ra tên chính chủ biển số mới mình luôn nha. Thì nó rơi vô khung khoảng từng 305 triệu là ra tên chính chủ cho anh chị luôn. Xe này thì bây giờ Tâm đang bán là 299 triệu nha anh chị. Nghe nè. Nghe nghe.